Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng và mong muốn quan hệ kinh tế thương mại ổn định phát triển, tiếp tục đưa quan hệ đối tác toàn diện đi vào chiều sâu, thực chất. Đó là khẳng định của đại diện Bộ Công Thương Việt Nam trong buổi làm việc với Đoàn Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA. Mở đầu buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đánh giá cao những nỗ lực của hai nước trong việc triển khai các cam kết tại bản kế hoạch hành động hướng tới cán cân thương mại hài hòa và bền vững trong thời gian qua. Liên quan đến vấn đề thương mại nông sản, Bộ Công Thương đề nghị phía USDA ưu tiên thúc đẩy tiến trình phê duyệt cơ sở chiếu xạ để tạo thuận lợi cho việc xuất khẩu hoa quả tươi của Việt Nam vào Hoa Kỳ, thường xuyên trao đổi thông tin và phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại sản phẩm nông nghiệp tại Hoa Kỳ, đặc biệt đối với sản phẩm hoa quả tươi, sản phẩm nông sản đóng hộp, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng chính sách, thực thi pháp luật liên quan trong việc điều tra hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Phía Hoa Kỳ nhất trí với quan điểm của Bộ Công Thương, đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh việc thảo luận về vấn đề mở cửa thị trường cho các loại trái cây mà Hoa Kỳ đã đề nghị, tạo điều kiện thuận lợi cho một số sản phẩm thực vật, hạt và hàng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu vào Việt Nam. Bên cạnh đó, bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nhiên liệu sinh học, ethanol với Việt Nam trong thời gian tới.